Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Lương Y Lạc Minh Cương, nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường, có địa chỉ ở thôn Thọ Vực, xã Đời Bình, huyện Đức Hòa, thành phố Hà Nội. Hôm nay Minh Cương hướng dẫn tới quý vị và các bạn gần xa một phương pháp tắm làm sao để có lợi cho sức khỏe. Tất nhiên là chúng ta ai cũng phải tắm ít hoặc nhiều thôi, đặc biệt là cái mùa đông lạnh ở ngoài Bắc Bộ thì không khí rất là lạnh. Chúng ta đột nhiên vào tắm có khả năng cảm rất là cao. Cảm tức là khí huyết kém lưu thông, không thích nghi với cái môi trường đang có thì gây ra cảm, gây ra đột quỵ. Đột quỵ là các cái mạch máu cũng như là các cái đường truyền máu dẫn lên não lưu thông kém hoặc là cản trở ở một nơi nào đó. Khi cản trở thì có thể gây ra vỡ mạch, bởi vì quả tim thì nó đập co bóp đưa máu lên vẫn đều, nhưng cái khí huyết kém lưu thông làm cản trở cái đường dẫn máu từ tim lên, có thể gây vỡ mạch thì gây ra đột quỵ. Hôm nay Minh Cương giới thiệu với quý vị và các bạn cái phương pháp tắm. Thực ra tắm này, chúng ta làm cái động tác này chỉ mất trên trên dưới 1 phút, nhưng mà lại rất là tốt để cho cái cơ thể của chúng ta thích nghi với cái môi trường mà chúng ta đang tắm. Tất nhiên Minh Cương cũng không khuyến khích quý vị và các bạn tắm mùa lạnh mà tắm nước lạnh. Tuy nhiên là nhiều nơi như vùng sâu vùng xa, vùng cao, biên giới hải đảo, và có những nơi bị nhỡ không có nước nóng để tắm thì chúng ta tắm nước lạnh. Thì tắm bằng cái phương pháp này, thứ nhất là bớt lạnh, làm cho cơ thể thích nghi với cái môi trường lạnh lúc đó để tắm, thì cái hạn chế bị cảm lạnh, hạn chế bị đột quỵ do lạnh. Đấy. Thì khi mà chúng ta bây giờ thì cuộc sống tương đối đầy đủ rồi, nhà nào hầu như cũng có máy đun nước, bình nóng lạnh rồi, thì chúng ta vẫn làm cái cách này để làm sao mà bảo đảm sức khỏe một cách tốt nhất. Minh Cương nói sơ về một số các cái huyệt đạo, các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể, thì đó là nơi các đầu mút thần kinh dẫn vào dẫn ra ở nơi đấy. Đầu tiên Minh Cương nhắc tới đó là huyệt mạch môn. Huyệt mạch môn thì nó nằm ở thắt lưng. Chỗ thần kinh đuôi ngựa hay thần kinh tọa chạy xuống đốt thắt lưng 12, 14 ở khu vực đấy, nó là dây thần đầu mút thần kinh, người ta gọi là thần kinh mặt trời, dây thần kinh rất là quan trọng, chi phối đi đứng, chi phối tiểu tiện đại tiện, rồi rất là nhiều cái chi phối ở cái thần kinh đuôi ngựa hay được gọi là thần kinh hông to, khu thần kinh mặt trời, đó là khu huyệt mạch môn. Và một nơi nữa rất là quan trọng đó là huyệt đại chùy. Huyệt đại chùy ở đằng sau cổ chúng ta này. Đấy, chỗ gù lên mà cúi xuống nó gù lên nó hơi nhô cao thì được gọi là huyệt đại chùy. Vì đại là to mà chùy thì giống như là cái quả chùy nên các cụ ngày xưa đặt là huyệt đại chùy. Tức là chúng ta hơi cúi xuống thì nó ụ lên là huyệt đại chùy. Và tiếp nữa là một cái huyệt gọi là huyệt đạt trung, nó chuyên về khí. Đấy. Mỗi sáng ra hoặc là khi tắm chúng ta cũng có thể là day vào đây một chút để làm cho cái khí của chúng ta thích nghi với cái môi trường. Hôm nay Minh Cương sẽ hướng dẫn đầu tiên, hướng dẫn quý vị và các bạn phương pháp tắm. Đây, Minh Cương đứng dậy để hướng dẫn quý vị một cách dễ hơn. Đây, Minh Cương đứng xa để quý vị nhìn thấy Minh Cương nhé. Đầu tiên, ví thử như là cái nước, vòi nước đang chảy đây. Đấy, đang chảy xuống thì Minh Cương đầu tiên Minh Cương sẽ xoa cái nước lạnh đó để làm cho hai huyệt lao cung ở lòng bàn tay thích nghi hoặc nó đóng lại một cách phù hợp với cái môi trường ở trong không khí lạnh đó. Đó là huyệt lao cung. Huyệt lao cung ở giữa lòng bàn tay. Đấy. Đó là huyệt số 1. Và huyệt số 2 đó là huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân. Ở lòng bàn chân, quý vị là có hai huyệt dũng tuyền rất là quan trọng, thì chúng ta xối nước trực tiếp vào đôi bàn chân, cũng đồng nghĩa việc đã đóng cái huyệt dũng tuyền lòng bàn chân. Huyệt thứ ba là huyệt hội âm. Huyệt ở hội âm nó nằm ở gần hậu môn ấy, chúng ta lấy nước chúng ta vỗ vào huyệt hậu hội âm
Đấy, tiếp nữa là lấy nước lại vỗ tiếp huyệt mạch môn ở thắt lưng. Đấy, thắt lưng này là huyệt mạch môn, cứ lấy nước vỗ vào và lại tiếp tục lấy nước vỗ vào huyệt đại chùy ở cổ, ở cái gù ở cổ này này, lại lấy nước vỗ ở chỗ lão hộ, huyệt lão hộ ở gần gáy này, và tiếp nữa nữa là lại lấy nước vỗ vào huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu, huyệt bách hội ở ở đỉnh tai, lối từ đỉnh tai bên nọ sang bên kia, ở giữa thì đó là huyệt bách hội. Đấy, cùng lấy nước vỗ vỗ vào, và cuối cùng là chúng ta lấy nước ngậm để đóng huyệt ngân dao ở trong miệng, huyệt ngân dao trong miệng. Đấy, tức là khi chúng ta tắm, chúng ta lấy một chút nước để ngậm, bao giờ mà tắm xong chúng ta bắt đầu nhổ đi. À, bây giờ Minh Cương miêu tả lúc tắm nhá, bình thường nhá, mất cũng không nhiều thời gian, nó mất khoảng trên dưới 1 phút thôi. Đấy, Minh Cương sẽ miêu tả bằng hành động. Đầu tiên tưởng tượng là cái vòi nước đang chảy đây, Minh Cương sẽ đấy là Minh Cương vừa miêu tả cái phương pháp mà dùng nước tắm tắm trước khi tắm để cho có tốt cho cơ sức khỏe. Đấy, Minh Cương vừa làm một cái hành động mất độ khoảng tầm dưới 1 phút, trên dưới 1 phút thôi, cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu. Trước khi quý vị và các bạn tắm thì có thể làm cách này, và quý vị có thể là tắm bất cứ nơi nào, kể cả nước lạnh cũng có thể tắm bằng cách này để bảo đảm sức khỏe hơn. Tất nhiên Minh Cương cũng không khuyến khích tắm bằng nước lạnh khi chúng ta có máy đun nước nóng. Nhưng mà khi đun nước nóng hoặc là mùa nào chúng ta cũng có thể tắm bằng cách này để bảo đảm sức khỏe. Minh Cương cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Sức khỏe của các bạn là sự quan tâm của chúng tôi. Nếu quý vị và các bạn thấy đoạn video có lợi ích, quý vị và các bạn có thể chia sẻ, biết đâu người thân của quý vị, bố mẹ, anh em, con cháu của quý vị biết được cách này, có thể cũng là một cái làm cho tăng trưởng sức khỏe, bảo đảm sức khỏe. Thì đó là một món quà rất là quý. Thì quý vị và các bạn hãy chia sẻ để mỗi đoạn video của Minh Cương đăng lên, quý vị và các bạn được biết. Cảm ơn quý vị.